Chào mừng buổi tối vui vẻ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải My App. Okay, các bạn vào Google. Ok. Các bạn vô được đến đây rồi thì mình ấn vào này, tìm kiếm. Nhân app.vn. Nó hiện ra cái này, các bạn ấn vào cái trang đầu tiên cho mình. Đúng rồi, các bạn tìm kiếm My App. Các bạn tìm kiếm. Ủa, không hiện ra này. Các bạn. Đây nó hiện ra cái này này. Các bạn nhấn vào tải My Beta Mod. Đây cái này này. Máy yếu thì mình khuyên các bạn đừng tải mấy cái 1.18, 1.19, 1.17. Nên tải 1.16. Các bạn nhấn vào download. Cho cái chỗ này nó tải. Đấm download APK. Hiện ấn vào đấy hiện ra cái chỗ này thì các bạn thoát ra cho mình. Hủy này. Bạn thoát ra. Nhấn lại. Nó hiện ra này là không được. Nhấn lại. Đây. Đây này. Cho các bạn tải xong dí vào đây. Tải xong thì dí vào đây. Mình cắt cái đoạn này nhé. Ok, đã tải xong, các bạn nhấn vào đây. Của mình không cấp quyền cho cái đấy nên mình sẽ vào tệp. Đây cái chỗ này này, các bạn nhấn vào. Nó tải xong thì được. Do mạng cho mình yếu không tải được. Mong các bạn thông cảm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng video nha. Các bạn vào YouTube à. Đăng video lên YouTube ạ. Mạng chúng mình hơi kém. Được rồi này, các bạn nhấn vào cái dấu cộng bên dưới cái cùng này. Tải, nhấn vô tải video lên. Đây, những video mình đã quay sẵn. Các bạn
nhấn vào video mình muốn tải, đăng tiếp theo. Nhấn tiêu đề xong nhấn tiếp theo. Các bạn muốn bình luận thì các bạn nhấn vào cái chỗ dưới cùng này. Còn không muốn thì các bạn dí vào đây. Tải, nhấn chữ tải lên. Đây, nhìn, muốn xem, các bạn muốn xem ghi chép mình tải đâu, nhấn vào chỗ thư viện. Đây, video của các bạn nhấn vào chỗ video của bạn. Đây, nó đang tải đây này. Các bạn chờ nó tải xong nó xem được. Đây. Giới là một lớp học, trung cuối không là bạn thất vọng đâu. Mỹ sẽ là lớp trưởng, là ông giàu. Đấy. Các bạn ủng hộ mình, nhấn like cho mình.